Trong báo cáo tài chính năm nay, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã ngậm ngùi rời sàn chứng khoán. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc làm ăn thua lỗ nhiều năm và dự là làn sóng hủy niêm yết sẽ tăng lên trong thời gian tới. Bị hủy niêm yết trên sàn HNX trong tháng 5 này là cổ phiếu DCS của công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu. Tổng số lượng cổ phiếu DCS bị hủy niêm yết là hơn 60,3 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị tính theo mệnh giá là hơn 603 tỷ đồng. Cổ phiếu DLR của công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt cũng sẽ bị hủy niêm yết trên HNX kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2019 tới đây. Ngày giao dịch cuối cùng của 4,5 triệu cổ phiếu DLR trên HNX là ngày 23 tháng 5 năm 2019. Cái tên tiếp theo bị hủy niêm yết trong ngày 23 tháng 5 năm 2019 tới là cổ phiếu BCN của công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC miền Bắc. Việc công ty DMC miền Bắc có kết quả kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp từ năm 2016 đến năm 2018 đã khiến cổ phiếu BCN phải rời sàn niêm yết. Tổng giá trị cổ phiếu bị hủy niêm yết tính theo mệnh giá là 39,25 tỷ đồng. Ngày giao dịch cuối cùng của BCN là 22 tháng 5 năm 2019. Ngoài ra, công ty cổ phần Vinaconex 39, công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông cũng là những doanh nghiệp phải rời sàn vì thua lỗ nhiều năm liên tiếp.